Nếu anh em có nhu cầu mua đất, hãy truy cập ngay gkt.vn, uy tín tạo niềm tin, không rẻ nhất nhưng uy tín nhất. Nếu anh em có nhu cầu mua thỏi vàng tự động, hãy truy cập ngay muathoivang.com, chỉ sau 3 giây là anh em nhận được vàng. Ok, để tham gia event nhận nick tại kênh YouTube Tàn Hủ Gaming thì anh em làm các bước như sau. Bước 1 là xem video trên 3 phút, like và đăng ký kênh. Bước 2 là bình luận với nội dung tên nhân vật, kèm theo một lời chúc. Lưu ý nè, không sợ ba bình luận cũng như là không bình luận sai yêu cầu ở bước 2 này nha anh em. Nếu mà anh em bình luận sai yêu cầu ở bước 2 này thì coi như cái bình luận của anh em bị loại nha. Video này trên 88 like thì Nú sẽ lên cho anh em cái combo Jeep 3 đấy. Thì nó cũng 140 tỷ sức mạnh nè. Đồ thì cũng full một set 6 sao nha anh em. Đó. Nó cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà gan hủy diệt này chỉ là gan hủy diệt cấp 4 cộng 4 thôi anh em ạ. À. Đấy, 6 sao nhưng mà cộng 4. Tại vì nó hết bùa nâng cấp đấy anh em ạ. À. Đây, Nú sẽ kéo qua cho anh em xem cái hành trang nhé. Cũng chỉ là ngọc rồng quý đá thôi. Còn con đệ thì 62 tỷ này 147k sức đánh. Thì con đệ vẫn là chiêu như này anh em ạ. À. Hai cái skill cuối thì nó hơi dốt một tí. Nhưng mà full 6 sao nha anh em đó. Đệ tử sư phụ đều full 6 sao. Thì ở trong rương nó có 3 viên 1 sao, 1 viên 2 sao, rồi X99 này, X99 kia gì đó. Anh em tự nhìn đi ha. Đó, là của anh em hết luôn á. Mình không có chuyển ra một cái gì hết á. Còn tới tận 30 phiếu quay luôn rồi đó. Anh em mà like trên 88 like là sẽ cái con nít này sẽ lên đường ha. Rồi. Hey, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tàn Hủ Gaming đây. Thì ở cái chiếc video nho nhỏ ngày hôm nay, Nú sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách mà để mà mình úp vàng miễn phí cho anh em nào cày chay ha. Thì cách làm như thế nào thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu này. Đây, Nú đã lên danh sách 10 cách cho anh em rồi. Nú sẽ đi hướng dẫn từng bước một cho anh em dễ hiểu ha. Thì đây là cách mà úp vàng miễn phí cho anh em cày chay không nạp này, không cần nạp một xu nào luôn anh em ạ. À. Đó, thì từng bước anh em mình sẽ đi ha. Đầu tiên bước 1 là úp sức mạnh thuê. Thì ở cái mục mà úp sức mạnh thuê này thì mình sẽ có hai option ha. Một là mình úp sức mạnh cho con sư phụ, hai là mình úp sức mạnh cho con đệ tử. Thì mình làm như thế nào? Thì như anh em biết đấy, có nhiều thằng là nó chơi game nó không có thời gian anh em ạ. À. Nó đi học hoặc là nó ôn thi này hoặc là đi làm. Đấy thì nó không có thời gian chơi nhưng mà nó vẫn muốn là con nít mình mạnh đấy. Nên là nó sẽ bỏ tiền để nó thuê người khác cày giùm nó tạo một con nít sơ sinh ra ha. Không là nó thuê người úp sức mạnh lên cho nó lên tầm 80 tỷ đồ này kia đó. Thì nó đi nó thuê tiếp những cái mục khác anh em ạ. À. Thì bây giờ là mình đi vào cái úp sức mạnh thuê cho sư phụ ha. Thì đầu tiên là anh em nhận nick của nó về này. Thì mình nhận rẻ rẻ thôi cho nó úp. Nhận rẻ rẻ thôi anh em ạ. À. Thì đầu tiên là anh em qua gặp bà Hạc Bích này nhá. Anh em mua full bùa đấy. Vào cửa hàng bùa một tháng này anh em mua hết tất cả các bùa này. Xong rồi mình treo úp bình thường thôi. Thì để mà treo úp ngon cho một cái con ạc sơ sinh mà anh em úp sức mạnh á, thì mình mua cho nó cái cải trang mà 1 triệu năm sử dụng được đấy anh em, là cái cải trang Dracula này nè. Đó thì lúc đầu vô nó mới tạo nít, nó đâu có đồ gì đâu anh em, nó rất còn rất là yếu và cùi đấy. Thì anh em treo lên 1 triệu năm sức mạnh, thì 1 triệu năm sức mạnh treo tí là lên, là sau anh em đeo cho nó cái cải trang biến 50% tấn công thành HP này ha. Rồi anh em treo cho nó thiệt luôn ha. Anh em thì không biết sao với một cái nít mà sơ sinh cùi nhá, là nú úp lên 80 tỷ là chưa tới một ngày nữa anh em, chưa tới một ngày nữa, sức mạnh của sư phụ úp nhanh lắm. Rồi sau đó thì lên 80 tỷ thì mình trả slot cho nó. Thì anh em nhận úp từ sơ sinh lên 80 tỷ thì mình nhận mấy chục thỏi vàng thôi anh em, rẻ rẻ tí thì nó thuê mình nhiều đó. Là cái cách úp sức mạnh của sư phụ ha. Còn úp sức mạnh đệ tử thì nó còn dễ nữa anh em ạ. À. Thì ở cái game này là đậu là free đúng không? Đậu thì hết thì anh em cứ về nhận thôi. Thì Nú cũng chia sẻ cho anh em cái cách mà mình chưa đậu được nhiều nè ha. Thì ở đây anh em thấy nó X99 rồi nè. Thì mình cứ kết hạt nè. Đó. Mình cứ kết hạt là mình thu. Mình thu tiếp. Khi nào nó báo đầy á, thì ở trong rương có X99 nữa anh em ạ. À. Đây nè. Hiện tại là nó báo đầy ha. Thành trang có X99 nè. Thì anh em vào rương. Đấy. Anh em kéo ra anh em lấy X99 đậu này ra tiếp. Xong rồi tiếp tục mình lại nhận được nữa anh em ạ. À. Đó. Mình cứ lấy thế này là không giới hạn đậu luôn anh em ạ. À. Không giới hạn đậu mà mình để trong hành trang này luôn này. Đó. Là tha hồ mà anh em úp luôn. Thì mà để úp con đệ sơ sinh á, tốt nhất thì anh em vừa nhận luôn. Đệ thường hay đệ bư gì cũng vậy nha. Nếu mà đệ thường á thì anh em về chạm tàu vũ trụ nè. Rồi anh em ra làng và land ha.
thì các hành tinh khác cũng vậy thôi. Con đẻ thường á, khi mà nó mới, đây là con đẻ thường còn sơ sinh nha, là nó mới có 1.000 mấy sức mạnh á, thì anh em bật cờ đen lên treo búp ở đây nè, treo búp ở đây cho tới khi mà nó lên được 600.000 sức mạnh nha, 600.000 sức mạnh thì mình qua rừng nguyên sinh nè đó, 600.000 sức mạnh mình treo úp bên rừng nguyên sinh cho tới khi mà nó lên được 1.500.000 sức mạnh đó, 1.500.000 sức mạnh xong mình qua mình úp bên rừng cọ. Rừng cọ là nó cho nó bèn quái 1K5 đấy anh em à. Khi này thì mình mặc cho nó cái cải trang Dracula biến 50% tấn công thành HP đấy, là nó úp được thoải mái ở đây luôn. Xong tới khi mà nó lên được 3.2 triệu, 3.2 triệu là anh em sử dụng cho nó được cái găng mới đó, cái găng 3.2 triệu sử dụng được đó, thì mình cắp su qua bên map 12K nha. Đó anh em cho nó úp ở bên map 12K này, khi mà nó mặc nó 3.2 triệu, nó mặc được cái găng mới, khi mà lên được tầm 4 triệu sức mạnh, đây là để thường hay để bươi cũng vậy nha, khi mà nó lên được 4 triệu 5 sức mạnh thì anh em cho nó qua bên nắp 3 đấy. Anh em mà qua nắp 3 thì anh em đứng đây nè, mình treo úp ở đây ha, cho nó ở trạng thái tấn công là nó bèn được hết quái trong map này luôn, thì tới khi mở được skill 2 thì thôi anh em à. Đó sau khi mở được skill 2 thì mình lại cắp su qua bên núi khỉ đỏ đấy, úp ở bên núi khỉ đỏ này, hoặc là anh em qua tương lai. Nhưng mà núi khuyên thật anh em nha, trường hợp mà để anh em trên 20 tỷ thì hãy qua cái map ở thành phố Vegeta này, để chừng nào mà nó ra skill 4 rồi á, thì mình hãy qua vùng đất thám hiểm, còn mình qua sớm quá thì con đệ nó toan lắm anh em ạ, chỉ số nó xấu lắm đấy. Rồi thì để úp được full sức mạnh mà con đệ mà mắc chỉ số á, với con đệ thường nha, thì anh em chỉ cần úp tầm 13 14 tỷ là nó mắc chỉ số rồi anh em, mà nó mắc 3 vòng luôn á, tức là nó mắc sức đánh là rồi HP Vicky là gần như là nó mắc luôn rồi, là tầm 14 đến 16 tỷ là nó mắc. Nhưng mà nếu mà khách muốn úp lên 60 tỷ hoặc 80 tỷ để mặc được đồ thần á, thì anh em treo nếu mà chậm thì 2 ngày là lên rồi anh em ạ. Mà không có đồ tiềm năng sức mạnh đó nha, 2 ngày là lên đó, thì anh em có thể nhận nó là 50 thỏi vàng hay 60 thỏi vàng đó, cho úp sức mạnh đệ tử với sư phụ nè, thì đó là cách kiếm vàng đầu tiên ha. Rồi bây giờ mình đến tới cách úp vàng miễn phí thứ hai, đó chính là úp bí kíp anh em ạ. À, thì úp bí kíp thì mình làm như thế nào, thì vào những cái khung giờ chẵn ha, là 0 giờ này, 2 giờ này, 4 giờ, 6 giờ đó, những cái khung giờ chẵn á, thì anh em về làng, làng nào cũng được, làng này cũng được, làng Kakarot này, làng Aru hay là làng Mori đều được hết. Vấn đề là anh em phải bật cái cờ lên đó, xong rồi mình bem anh em ạ. À, để nú xem hiện tại là 10:35 ha, là nằm trong khung giờ chẵn này, thì khi mà anh em bem mộc nhân ở làng nó sẽ rơi được bí kíp ha. Đó bạn nhận được bí kíp này, thì một cái mộc nhân nó sẽ rơi được 3 cái bí kíp. Anh em úp 10K bí kíp thì nó cũng nhanh nè, úp một tí là nú có một cái clip và nú úp 10K bí kíp trong vòng 60 phút đó, các bạn có thể kéo lại để xem ha. Thì sau khi úp được 10K bí kíp là anh em có thể đem bán rẻ thôi, mình bán rẻ thôi thì mình tìm được nhiều khách anh em ạ. À, mình bán số lượng nhiều thôi thì nó ngon hơn ha. Thì theo nú thì 10K anh em nên bán tầm 20 cho tới 30 thỏi vàng là đẹp rồi ha. Đó là cách úp vàng thứ hai miễn phí nè, chỉ bỏ công ra thôi, vào những khung giờ chẵn là lượm tiền ha. Rồi đến cách úp vàng miễn phí thứ ba là úp cáp su kỳ bí anh em ạ. À, thì úp cáp su kỳ bí anh em làm như thế nào thì nú sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn luôn ha. Thì sau khi anh em úp được cáp su kỳ bí thì mình sẽ mở ra được 5 cái item. Thứ nhất là bổ huyết này, thứ hai là giáp sên này, thứ ba là cuồng nộ, thứ tư là ẩn danh, và cuối cùng là bổ khí anh em ạ. À, thì bây giờ nú sẽ thị phạm luôn, nú làm luôn và nú chia sẻ nó tất cả các bạn ha. Hiện tại là như anh em có thể thấy là nú chỉ chuẩn bị ở đây đúng 100 triệu vàng thôi. Thì tại sao mình chuẩn bị 100 triệu vàng, thì ngay bây giờ anh em mình cùng lên đường để đi qua bên tương lai nhá. À, lưu ý cho một số anh em nào chưa biết, thì để mình qua được tương lai thì anh em đến cái map là rừng Dương Sĩ nha, thì mình gặp cái thằng Calix nó đứng đây nè, nó luôn luôn đứng ở đây anh em ạ. À, đó thì anh em bấm vào nè, chào chú là cháu có thể giúp gì nè, đó đưa mình đến tương lai anh em ạ. À, thì vèo phát là ra được luôn. Thì qua đây cũng có thằng Galit nữa, thằng Galit này nó đứng đây là nó để đưa mình về lại quá khứ anh em ạ. À, thì đưa mình về lại cái chỗ rừng Dương Sĩ hồi nãy đó, mình sẽ sử dụng đúng 100 triệu vàng để đi cua gái anh em ạ. À, đó anh em thấy chưa, nó đứng đây nè, nó nhúng nhúng nè, nó nhúng nhúng nè đó, anh em gặp con Bulma thì một cái máy giò bí kíp nó ghi sai đó anh em ạ. À, máy giò này là máy giò cáp su kỳ bí đó, nó chỉ bán với giá 100 triệu thôi nè. Đó mình lượm một cái luôn là vàng hiện tại là nú còn không ha.
Anh em xem này, thì Nú chuẩn bị ở đây một cái bổ huyết nè, một cái giáp sên, một cái cuồng nổ X99 ẩn danh, X99 bổ khí. Rồi thì để úp được á, anh em mua cho Nú một cái tự động luyện tập nè, chuẩn bị cho Nú một cái đồ mà hút ki với lại là hút máu, để đồ cùi cũng được, 1%, 5% gì cũng được hết. Rồi mình tìm cái map úp nha, tùy anh em thôi. Nếu mà anh em sức đánh mà nó tầm dưới 100k thì anh em úp map này cho nó dưới 100k, bỏ nhớ là bỏ cái map đầu này đi nha, cái map đầu này là dễ đi lắm mà nó không ngon đó. Dưới 100k anh em qua đảo Ba Lê nè đó, rồi mình tiến hành mình gán skill lại ha. Rồi nú đã gán skill xong, thì với con xây da theo nú nhá, một là anh em sử dụng xây da để úp nè, hai là anh em sử dụng nam ếch. Trái đất nó có một cái chiêu đấm dragon là úp lâu lắm anh em ạ, xây da nó còn biến khỉ này thì nó ngon hơn đó. Thì sau khi mà anh em qua đây á, tìm cho mình một cái khu ít ít người. Hiện tại nếu đứng ở khu không thì cũng chỉ có mình nú nè, không thì anh em thích thì qua khu 19 này không có ai hết ha. Sau đó mình không cần là bật cái tự động nhặt đâu anh em ạ, thì chỉ có cái bí kíp á thì mình cần cái tự động nhặt, còn cái cáp su kỳ bí này là cái bùa nhặt vật phẩm là nó nhặt vào cho mình rồi. Thì anh em tiến hành là sử dụng cái máy dò cho nú này ha, để xem là với một chiếc máy dò mình dò được bao nhiêu X99 cấp su kỳ bí ha. Rồi nè, mình sử dụng, sau đó anh em bật cái tự động đánh lên nè, rồi mình vào auto chain nè, tàn sát tất cả lụm anh em ạ. Thì một chiếc máy dò là mình úp được trong 30 phút nha anh em. Đó, con đầu tiên là rơi ra nè. Rồi bây giờ nú sẽ tiến hành là úp hết chiếc máy dò này, rồi nú show thành quả cho anh em xem là được bao nhiêu cấp su kỳ bí khi mà mình treo úp một cái máy dò nha. Ok, thì hơn 30 phút mà úp cái máy dò đó, thì bây giờ nú sẽ show cái thành quả cho anh em xem ha. Thì hiện tại ở trong hành trang là mình úp được 54 cái cáp su kỳ bí này, không phải là được 54 cái anh em ạ. Còn nữa nú cất ở nhà ấy, ở nhà được thêm là 89 cái cáp su nữa nha anh em. Đấy, tức là tổng một cái máy dò là anh em mình dò với sức đánh của nú là nú mặc một set né, anh em có thể biết đấy, thì sức đánh nó khá là thấp nên là clear quái, diệt được quái thì nó khá là chậm á. Vì thế mà nó chỉ được ở đây là 89 này, ở đây 54, vậy là được 143 cái nha anh em. Một cái máy dò mình dò trong 30 phút là được 143 cái viên cáp su kỳ bí. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở. Đây là tại vì cái video nú làm nú review cho anh em xem thôi, nên là nú mới chừa lại cái cáp su kỳ bí này, rồi để cho anh em xem là một cái viên máy dò thì mình mở được bao nhiêu cáp su kỳ bí ha. Còn trong quá trình úp á thì anh em nên sử dụng cho nú cái auto này nè. Đó, cái auto mở anh em ạ. Anh em nhập 1 giây ha. Đó là khi mà anh em úp ra được cái nào là nó mở luôn cái đó cho mình. Còn về phần máy dò á thì anh em cài là cái máy dò là 30 phút đúng không? 10 phút á là 600 giây. Đó, anh em cài 1800 giây cho nú. Ok chưa? 1800 giây là tương đương với 30 phút đó anh em. Cứ hết máy dò này là nó sẽ cắn cái máy dò kia, và anh em cứ úp như thế. Thì tại sao đây là một cách để úp vàng, thì ngay bây giờ là nú vào cho anh em xem á, để cho nó mở hết cái ba cái cáp su kỳ bí này đã anh em ạ. Rồi nó đã mở xong rồi anh em ạ. Thì cái vốn ban đầu mà anh em mình bỏ ra là 100 đúng không, đấy 100 triệu là anh em mình mua hết luôn rồi, là các bạn có thể thấy là nó còn không đồng luôn. Sau khi mà nú mở 143 cái ha, thì nó được thêm ở đây là 160 176 triệu nè. Đó ha, là lại có vốn để mua thêm một cái máy giò nữa rồi. Tiếp theo là mình được cái mấy cái item nữa anh em ạ. À, đấy, mình được thêm những cái item như là bổ huyết này, giáp sên này, cuồng nộ này, ẩn danh bổ khí ha. Thì khi mà nó full 5 cái này nha anh em, 5 cái item này full X99 hết, thì lúc đó là một cái viên cáp su mình mở ra nó ra toàn vàng thôi anh em ạ. À, nó không có ra mấy những cái item nữa, là lúc đó là anh em muốn ra vàng là nó toàn là vàng thôi. Muốn ra vàng thì để full X99 5 cái item này ha, là ra full vàng. Còn giống kiểu như anh em muốn chỉ lấy cuồng nộ thôi thì anh em cho một cái bổ khí là ẩn danh, giáp sên và bổ huyết, là anh em cho bốn cái này là full X99 hết. Còn cái slot còn lại là cuồng nộ thì anh em không để cái nào hết, thì một là nó mở ra được cuồng nộ, hai là mở vàng thôi anh em ạ. À, đó nó hay được cái chỗ đó ha. Thì với X99 item này như hiện tại là X99 bổ huyết ha, rồi anh em đem bán rẻ thôi, mình bán rẻ thôi, mình bán lâu dài anh em ạ. À, mình bán số lượng lớn lâu dài thì mình bán một cái này mình bán
một hoặc hai thỏi vàng cho một cái trứng chín thôi anh em, đúng không? Mình úp cái này mình bỏ thời gian có tí, anh em bỏ vốn mới đầu là 100 triệu ha, mình tiêu hết 100 triệu luôn, mình úp xong ra được item nè, còn được thêm một đống vàng ở đây để mua thêm mấy giò nữa đó. Nó là một cái vòng tuần hoàn ha, nó cứ tròn 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 như thế đấy, là cứ ra item mình đem bán item để mình lấy thỏi vàng, ok chưa? Còn mà cái vàng nó mở ra được nè thì anh em lại quay về nhà của con Bulma đó, anh em mua mấy giò anh em để đó mình tiếp tục giò thôi. Đấy, quá là ngon luôn ha. Đây là cái cách cày vàng thứ ba cho anh em cày chay không nạp. Đó, quá ngon luôn. Tiếp theo là cái cách thứ tư anh em ạ. À, cái cách thứ tư này cũng khá là ngon mà ít anh em áp dụng nha. Đó chính là úp đá nâng cấp. Thì tại sao gọi là úp đá nâng cấp? Thì trong quá trình mà anh em treo úp cáp su kỳ bí này ha, thì nó cũng đi tương tự với cả cái úp ngọc rồng này. Về hai cái mục này thì nó giống nhau anh em ạ. À, cái là cái thứ tư là cái cách úp đá nâng cấp nè, và cái thứ năm là cái cách úp ngọc rồng ha, thì nó sẽ nói như này luôn. Khi mà anh em treo úp cáp su kỳ bí, ngoài nhận được cáp su kỳ bí ha, thì anh em còn nhận về được vàng nè, vàng do anh em đánh quái nè, tiếp theo là được sao pha lê nè ha, mấy cái viên sao pha lê này mình đem bán vẫn được nha, nhiều thằng nó vẫn mua về để nó ép đấy. Tiếp theo là mình nhặt được ngẫu nhiên ngọc rồng nữa nè, và đá nâng cấp, đúng chưa? Thì những cái viên ngọc rồng này, những cái viên đá nâng cấp này thì anh em đem về nhà anh em cất vào trong rương á, hoặc là mình tạo những cái nick phụ mình chuyển sang đó mình giữ, giống kiểu là anh em tạo một cái nick phụ chuyên để mà chứa đá này, một cái nick phụ chuyên để chứa ngọc rồng này đó, sau đó anh em đem bán ha. Thì x99 đá ruby cho mấy thằng xây da nó nâng cấp quần á, thì anh em cũng bán rẻ rẻ thôi, mình bán một hai thỏi vàng thôi cho một x99 đó. Rồi tiếp theo là cái tấc anh em ạ. À, cái tấc các bạn thường gọi cái viên này là viên tấc nè. Tại sao gọi là tấc? Nó là đá thạch anh tím đấy, viết tắt của ba cái chữ cái đầu tiên là chữ T này, chữ A nè, chữ T nữa nè. Là các bạn chơi ngọc rồng lâu năm thì các bạn ấy sẽ gọi cái viên này là viên tấc ha. Thì cái viên này là viên có giá trị nhất anh em ạ. À, nó nâng cấp với găng tay. Thì x99 này anh em nên bán từ 5 cho tới 10 thỏi vàng nha, đó là hợp lý cái giá mà Nú đưa ra cho anh em tham khảo thôi. Còn đó là cái cách mà mình treo ức quái bình thường để cho ra đá nâng cấp ha. Còn cái ngọc rồng thì cũng vậy, anh em cũng treo bình thường là nó sẽ ra ngọc rồng. Nhưng mà lưu ý cho anh em nè, nếu mà anh em muốn cày ngọc rồng ngon á, tại vì là sắp tới AD sẽ ra một bản big update, tức là một bản cập nhật lớn ấy, là sẽ sửa những cái điều ước của ngọc rồng đó, lúc đó là giá trị của ngọc rồng sẽ lên anh em ạ. À, thì để mà cày được cái ngọc rồng nó dễ hơn á, thì anh em về cái rừng bamboo đấy, mình đi cái map gọi là giải cứu Mỹ Nương anh em ạ. À, đó anh em đi cái map giải cứu Mỹ Nương nè, cùng với bốn người thành viên chung BT với mình nữa, anh em có thể tạo ạc phụ ấy, anh em kẹp vào để đi giải cứu Mỹ Nương. Thì khi mà giết những cái con boss ở trong này ha, những con lính tướng cướp gì đó, là nó sẽ rơi ra được ngẫu nhiên nha anh em, có thể rơi ra một sao này, hai sao và ba sao đấy, tỷ lệ ba sao rơi khá là nhiều. Thì ở một server nha, hiện tại là Nú on bên Blue 06 này đó, Blue 06 thì một cái Blue là một ngày anh em đi được một lần. Đây là cái cách mà Nú nói nhỏ cho anh em biết nha, mình tạo cho Nú là 8 cái BT server, Blue 1 một cái này, Blue 2 một cái, tiếp tục nó tương tự cho tới cái Blue 8 luôn, là một ngày ở một BT ở một server là anh em vào được Mỹ Nương một lần nha anh em. Cái cách này là hiện tại AD chưa fit đấy, anh em nên áp dụng nhanh nhanh cái cách này. Một là mình tìm được cái trang bị vĩnh viễn nè, hai là mình úp được ngọc rồng, ba là mình còn nhặt được các cái vật phẩm ở trong cái map giải cứu Mỹ Nương nữa anh em. À, thì anh em tích cái đó lại để mà mình đem bán cho những cái thằng nó cần ha. Đó cũng là một cách úp vàng, anh em nên áp dụng cách này nha, cách này khá là ngon đó. Cứ tích ngọc rồng đi, ngọc rồng trong thời gian tới nó sẽ lên giá cực kỳ cao luôn đấy. Anh em áp dụng lập 8 cái BT, 8 server, một ngày mình đi 8 lần, quá tuyệt vời luôn, đúng chưa? Nhanh nha anh em, áp dụng nhanh cái cách này để nhiều khi clip lên nó lại tới tay AD rồi AD lại fix lại sửa nữa thì lại mất vui, đúng chưa? Rồi tiếp theo là mình xóa hai này đi ha. Tiếp theo là anh em mình tới cái úp tiềm năng thuê. Thì ở cái đầu tiên á, là mình úp sức mạnh cho sư phụ với đệ tử thuê ha, thì quá bình thường rồi. Ở Ngọc Rồng và Lu nó có thêm một cái tính năng là úp tiềm năng thuê anh em ạ. À, thì các bạn hiểu như nào không? Hiện tại là Nú nó đang là 135 tỷ sức mạnh ha, thì là cái giới hạn sức mạnh này nó cũng cao rồi, thì cái lượng tiềm năng nó nhận được nó ít lắm anh em ạ. À, vì thế mà khi Nú bem á thì Nú nhận về được chắc là mười mấy 20k tiềm năng thôi, à thì nó thấp lắm.
những cái người như Nú này, nếu mà cần tiềm năng hiện tại là 70 tỷ ha. Nú cần tiềm năng để mà nâng được mắc cái giáp gốc này anh em à. Mắc chỉ số của cái giáp gốc này là mấy ca Nú không nhớ rõ nữa, nhưng mà những cái thằng mà nó cần thuê người để mà úp cái hưởng ké tiềm năng đó anh em, thì mình sẽ úp cho nó, thì anh em cũng úp rẻ thôi, giống kiểu là anh em úp theo ngày á. Úp tiềm năng này thì mình nên úp theo ngày ha, úp theo tiếng thì nó hơi chua, tụi nó không thuê đâu. Mình úp theo ngày, giống kiểu là một ngày mình lấy 10 thỏi vàng thôi hoặc là 5 thỏi vàng thôi. Thì nhiệm vụ của mình là cái gì, thì để mà úp được tiềm năng thuê á, thì anh em nên tạo cho Nú á, mấy con 5x đó anh em ạ. Anh em nên tạo, thì một server nó chỉ tối đa cho mình chơi được 3 tài khoản trên một server á. Thì anh em tạo cho mình 3 con 5x, 3 con 5x xong anh em mua cho nó cái cải trang ở trạm tàu vũ trụ á. Thì riêng 5x mới có thôi. Ở trạm tàu vũ trụ này anh em vào cái hàng độc á, con 5x là nó có một cái mà giảm 50% sát thương xong rồi tăng 100% tiềm năng sức mạnh đó. Anh em đeo cái avatar đó vào, anh em úp thuê cho nó thì nó sẽ đứng, nó hít tiềm năng và anh em sẽ úp. Thì để mà được cái lượng tiềm năng ngon nhất á, thì mình nên úp ở bên cái map gọi là qua thành phố Vita nè, qua Color nè đó, mình úp thuê tiềm năng cái map ngon nhất á anh em ạ. Thì anh em cho nó đứng trên cái bực này á, cái map đầu tiên ở bên Color này anh em cho nó đứng trên đây, xong là anh em sẽ dùng ba con 5x, mình cứ bêm hết quái trong khu luôn, nó sẽ đứng đây nó hưởng thôi anh em ạ. Thì mình nhận treo theo ngày, thì vấn đề là anh em phải uy tín một tí thì nó mới thuê mình, đúng chưa? Thì 5-10 thỏi vàng thì tụi nó không tiếc đâu anh em ạ. Đó, mình cứ nhận treo một ngày thì mình nhận 5 thỏi vàng hoặc là 10 thỏi vàng, rồi treo ngày thứ hai thì mình lại giao dịch mình nhận nguồn vàng tiếp. Đó là cái cách mà úp tiềm năng thuê cho những thằng VIP nó cần tiềm năng để nó nâng full giáp gốc mà nó không có thời gian treo anh em ạ. Tại nhiều thằng nó chơi game thì nó còn đi làm việc khác nữa, chứ đâu ngày nào cũng rảnh mà ngồi mà treo để lấy tiềm năng đâu, đúng chưa? Đó là cái cách tiếp theo, hoặc là cái cách thứ sáu mà mình có thể cày vàng miễn phí từ game bằng cách là đi úp thuê tiềm năng cho mấy thằng VIP đó. Rồi bây giờ Nú sẽ xóa cái này đi ha. Bây giờ tới cách thứ bảy nè. Cách thứ bảy là cách tạo acc để ép đồ sao đấy. Thì trên kênh Nú cũng có làm một cái hành trình đi tìm đồ 8 sao miễn phí đó, các bạn có thể kéo lại xem cái video đó ha. Đó là cái cách mà mình tạo những cái acc clone, những cái acc tạo lao đó anh em, những cái acc còn sơ sinh, sau đó mình đi đập đồ, mình đập lên đồ 6 sao 7 sao nè, rồi mình bán lại cho những thằng nó cần đó. Thì với một món 6 sao 7 sao thì Nú khuyên anh em nha, anh em đừng có ép sao pha lê vào. Hiện tại Nú ép né đòn, anh em đừng có ép gì hết, anh em để zin luôn, tức là nó được anh em đập lên được 7 sao ấy, anh em để zin 7 sao luôn thì mình bán nó sẽ có giá hơn. Thì một món 7 sao anh em bán cho Nú từ 35 cho tới 50 thỏi thôi nha anh em, tùy cái món trang bị đó, 35 cho tới 50 thỏi vàng thôi. Thì sẽ có một số bạn kêu là cái ép đồ sao này nó hơi phí. Phí là ở chỗ nào? Tại vì là khi là anh em đập được một cái món 7 sao, đúng chưa? Anh em đập được một cái món 7 sao nè, thì bắt buộc anh em phải mở thành viên đó, mình phải mở thành viên cái nick đó thì mình mới lấy được cái món đồ 7 sao đó mình đem bán cho nó. Thì anh em tiếc 20 ngàn đúng chưa? Nhưng mà vấn đề là nó ở chỗ này nè anh em à. Sau khi anh em mở thành viên rồi ha, anh em được, thứ nhất là anh em mở thành viên anh em sẽ được nhận 20 thỏi vàng này, đúng chưa? Tiếp theo là anh em được mở giao dịch, là mở mấy cái chức năng khác này thì anh em biết rồi ha. Rồi mình còn được thêm cái gì nữa, mình được thêm cái nick nữa anh em à. Đây này nha, một cái đồ 7 sao là Nú cho anh em bán rẻ ha, anh em bán rẻ là 50 thỏi vàng đi, xong anh em mở thành viên được thêm 20 thỏi vàng nữa là tổng nó bằng 70 thỏi vàng, 70 thỏi vàng đúng chưa? Là coi như cái nick này là cái nick phụ mà coi như bỏ rồi ha. Thì nhưng mà không anh em à, mình là cái hành trình mà cày vàng miễn phí mà, sau đó cái nick phụ này đã mở thành viên rồi thì anh em tiếp tục up cho nó VIP lên đó. Anh em up cho nó nick này nó VIP lên để làm gì? Một á là mình làm cái con nick để mà mình up cáp su kỳ bí luôn đấy, hai là mình làm con nick để mà mình up đồ thần linh bên Color luôn anh em ạ. Thì ở cái mục cách thứ 8 này Nú có làm một cái hành trình để mà tạo một con ngặt up đồ thần linh bên Color rồi, anh em có thể là tìm xem lại ha, có 4 tập luôn đó, rất là chi tiết luôn. Thì đó, sau khi mở tạo acc nè, đó mình còn một con nick nữa để mà mình còn up được nhiều cái khác nữa thì đâu có phí đâu, đúng không anh em? Thì tại sao mà tiếc 20 ngàn mà không nghĩ tới cái lợi trước mắt mà không nghĩ tới cái lợi lâu dài, đúng chưa? Thì lâu lâu dài dài mình còn up nó được nhiều thứ nữa, mình có một con nick để mình treo nữa, đúng chưa? Đó là xong hai cái này ha.
Xong cái đầu tiên là cái tạo ạc đi, xong cái thứ bảy là cái tạo ạc đi ép đồ sau này rồi ha. Nú đó đã chia sẻ tận tình cho anh em luôn rồi đó. Tới cái thứ 8 này úp đồ thần linh bên cô lơ thì Nú cũng đã làm một cái hành trình rồi ha, các bạn có thể là xem lại trên kênh nè. Rồi bỏ qua cái này, tiếp theo là cái thứ 9 anh em à, cái này cực kỳ ngon luôn, làm thuê trứng ma bư anh em à. Thì một cái nick đó, anh em làm một cái nick ngon ngon như này nè ha, xong rồi mà anh em đừng chơi né nha, đừng chơi né chơi giáp gì hết, rồi không có đi làm cái này được đâu. Một là anh em chơi trái đất, mà nói chung ba hành tinh nào cũng ngon hết anh em à, hành tinh nào cũng đi làm cái trứng này nó dễ hết. Anh em kẹp nè ha, anh em kẹp hai nick VIP này, một cái nick như nú chơi sẽ ra với trái đất đi ha, một cái nick thì nú sẽ kẹp nú canh HP của cái con Super và Rolly nó gần đi rồi, thì nú sẽ combo nổ bên con Seiya. Tiếp theo là tới con trái đất, nú sẽ canh dịch chuyển nước thời Kame, làm sao mà cho hai cái nick lớn của mình nè, hai cái nick mà để đi làm thuê cho nó nè, mình ăn được cái con Super đó anh em ạ. À, tiếp theo là anh em lấy cái con nít mà nó cần nhặt trứng, anh em vào anh em auto nhặt là mình sẽ lụm được cái trứng về cho khách ha. Thì một cái trứng bư á, anh em lấy rẻ thôi, 10 thỏi vàng thôi anh em ạ. À, một cái trứng bư mình làm 10 thỏi vàng thôi. Thì Super và Rolly thì anh em biết đấy, mình bật cái thông báo boss lên này thì cứ 5 phút là xuất hiện lần anh em. Đấy Super và Rolly nè đó, nú vừa bật lên là Nam Kame rồi đó, nó thông báo liên tục à. Cứ 5-10 phút là anh em làm được một slot ha, một slot mình lấy rẻ thôi, 10 thỏi vàng thôi đó, mình làm được nhiều, số lượng nhiều thì một ngày nó bù lại, ok chưa, là quá ngon luôn. Đây là với trường hợp là anh em viết viết lên một tí rồi ha, sau quá trình mà anh em làm 8 bước đầu tiên, anh em có vốn rồi, anh em đầu tư nít viết viết lên rồi, thì mình làm tới cái săn 90 thuê đó, quá ngon ha. Rồi tới cái 10, cái cuối cùng, cái này là thiên về nhân phẩm nè anh em ạ. À, cái mở skill đệ tử thuê này là bắt buộc là anh em phải có một tí kiến thức về game đấy. Thì kiến thức về game nó như thế nào, Nú cũng có làm nhiều cái video hướng dẫn anh em là cách mở skill làm thế nào để cho ra được Masenko là làm thế nào để cho ra được Kameyoko này, rồi làm cách nào mà để ra để né được cái skill Kaioken, cách nào để mở được skill Kaioken, rồi cách nào để mở ra được skill khỉ, thì Nú đã làm chi tiết ở trên kênh hết rồi, các bạn có thể là áp dụng những cái cách đó mà mở cho khách ha. Thì tỷ lệ nó cũng là hên xui thôi, nó không có chính xác 100% đâu anh em à, nhưng mà cái cách nú làm á, nú chia sẻ đến tất cả các bạn trong các cái video đó là dường như là tỷ lệ thành công nó trên 50 đến 60% lận anh em à, cũng khá cao so với những cách làm mà anh em làm theo kiểu hên xui để nó tự mở ha. Đó thì giống kiểu như là khách nó úp một con đệ tử lên 148 triệu sức mạnh ha, nó yêu cầu là anh em là à, ê nhóc mày mở giùm anh cái skill Kame đi, anh cho mày bao nhiêu thỏi đó, đúng chưa. Thì với ra được một cái skill Kame là anh em nhận nó từ 30 cho tới 50 thỏi vàng cho nó, ok chưa, là mình nhận trước luôn. Mình thứ nhất là mình nhận nít nè, thứ hai là mình nhận vàng nè đó. Trường hợp anh em mở ra được đúng skill mà khách mong muốn á thì anh em nhận vàng và anh em gửi trả nít lại cho khách nha. Khuyên anh em luôn, mình lớn rồi, mình chơi thì mình làm mà làm ăn lâu dài á, mình giữ cái chữ tín một tí, khách có gửi nick thì anh em đừng có sợ cam lấy nick của khách làm cái gì, mình cứ làm xong mình trả lại cho khách đi, ok chưa, cái uy tín của mình thì mình làm ăn được lâu dài, mình làm được cho nhiều người hơn, ok ha. Thì anh em mở được đúng cái skill như khách nó yêu cầu là mở Kameyoko, anh em mở được Kameyoko ha, thì anh em nhận vàng, sau đó anh em trả nick cho nó, thì tầm 30 cho tới 50 thỏi nha anh em, giá đó là quá đẹp rồi Kameyoko. Còn nếu trường hợp mà nó không ra skill như mình mong muốn á, thì mình nếu mà anh em đã làm quen rồi, anh em có một số vốn rồi, thì mình đền lại cho khách anh em ạ. À, mình đền lại cho nó 10 thỏi thôi. Để làm gì? Để thứ nhất là mình tạo được uy tín cho mình nè. À, đó mình có trách nhiệm, khi mà mình làm không được á, mình đền lại cho khách 10 thỏi vàng để làm gì? Để nó tiếp tục là nó đi thuê người khác làm chứng bư, hoặc là hả anh em có khả năng săn được chứng bư cho nó thì anh em săn lại một cái chứng bư khác anh em đền cho nó luôn đó, là coi như là mình quá uy tín luôn ha. Đó là với trường hợp xấu nhất mà cái skill nó không ra như mong muốn. Còn cái skill mà ra như mong muốn ha, nó cần là Kameyoko nè, là mình mở được cho nó rồi ha, nó lại up lên gần mở skill 3 nó lại thuê mình tiếp. Thì một
hai cái skill đầu này anh em lấy cho nú, skill 2, skill 3 anh em lấy cho nú từ 30 đến 50 thỏi vàng là đẹp. Tới cái skill biến hình, cái skill biến hình này là nú làm hai cái clip chi tiết luôn, nhiều bạn áp dụng thành công rồi, không tin anh em có thể kéo xuống bình luận của video anh em xem đó, rất rất nhiều bạn đã áp dụng thành công và mở được skill khỉ hay là còn gọi là biến hình đấy. Anh em lấy nú cho nú là trên 50 thỏi vàng ha, trên 50 thỏi vàng anh em muốn lấy như thế nào đó, anh em thấy hợp lý thì anh em nhận đó. Mở được cho nó thì mình lấy trên 50 thỏi, không mở được mình đền cho nó 10 thỏi để nó thuê người săn chứng bư khác, ok chưa, quá uy tín ha. Đó là cách làm giàu từ cái này, cũng thiên về mà hướng nhân phẩm và hên xui ha, tại vì như anh em biết mà đâu có cái gì mà 100% đâu, với cách đó thì nó chỉ được 60 đến 80% thôi. Nếu mà thành công thì mình hốt một ổ luôn, hốt chọn năm trên 50 thỏi ha, không thành công thì mình đền cho khách 10 thỏi thôi, mình làm ăn uy tín mà lần sau nó lại thuê mình lần sau mình mở được cho nó thì mình nhận được tiền này, xong nó giới thiệu bạn bè của nó cho mình nữa thì có phải là ngon không đó ha. Thì vừa rồi là Nú đã chia sẻ đến tất tần tật cho các bạn 10 cách úp vàng miễn phí cho anh em chơi kỳ chay không nạp ha, có nạp thì cũng nạp hai tầm 20k để mà mình mở thành viên thôi thì nó cũng không đáng là bao nhiêu ha. Thì sau khi mở thành viên thì anh em lại có con nít đó, anh em cày hết từ trên xuống dưới 10 cái cách mà Nú vừa chia sẻ nè thì anh em lại hốt bạc rồi đúng chưa, quá ngon luôn. Nhưng mà anh em phải kiên trì và kiên nhẫn, tại vì mình không nạp mà mình phải dành thời gian cho nó để mà mình cày ha. Thì bên dưới đây thì Nú gửi đến tất cả các bạn cái bảng giá tham khảo đồ thần nha, này là cái giá tham khảo mà anh em có thể đem bán thôi, đúng giá nha, không có bị ảo giá ảo dung gì hết đó. Đây là đồ Nú mua hàng ngày rồi, không bị ảo giá đâu, Nú mua về chơi nha chứ không phải Nú nhập. Đây đây bảng giá cho anh em tham khảo, với áo quần á, với cái áo quần thần linh nha anh em, đây là đồ thần linh á, là anh em úp từ bên collar nó rơi ra được á, hoặc là anh em đi săn boss ở bên võ đài bộ hung á, võ đài sen bộ hung ở bên tương lai á, thì rơi được đồ thần. Thì với áo quần thì anh em bán xương xương 12k 25k thôi. Đây là trường hợp là mấy cái áo quần thường thường nó giống kiểu như là áo trái đất nè, áo 5x đồ này kia đó, thì anh em bán cái giá này là nó cũng cao rồi đó anh em à. Nó cũng cao cao rồi đó. Này là giá qua ví nha. Thì với thỏi vàng thì anh em cứ nhân 4 lên thôi, anh em lấy cái này anh em nhân 4 lên ha. Hoặc là nếu mà bạn nào muốn thì nhân 4.5 đồ này kia đó. Còn với găng thì găng Nú thấy thì trung bình từ 27 nè, 27.000 cho tới 35.000 đó là cái giá găng hiện tại ha. Thì anh em Nú để giá cho anh em tham khảo là 35k luôn, 35k là chung với quần thần xây da nha anh em, tại vì cái quần thần xây da nó cũng giá trị của nó cũng ngang ngang với một cái găng ấy đó, thì anh em có thể tham khảo qua cái giá này. Còn với giày thì của ba hành tinh luôn, anh em nên bán từ 5k tới 8k là hợp lý rồi ha. Riêng cái vấn đề nhẫn nè, nếu mà nhân phẩm thì anh em cao á, anh em treo ở bên collar mã rơi ngày được một chiếc nhẫn thôi là lụm tiền rồi đúng chưa. Nhẫn bây giờ nó cực kỳ khan hiếm và khó rơi luôn, anh em mà rơi ra anh em cứ thét cái giá này cho nó đó, cứ đúng cái giá này hoặc là trên cái giá này thì anh em hãy bán ha. Đây là trường hợp không có ảo giá nha anh em, không tin thì các bạn vào úp thử đi, tôi đố các bạn úp rơi được nhẫn thần đấy, khó lắm, nên là cái giá này cho một chiếc nhẫn thần là hợp lý rồi đấy, là cái giá cho anh em tham khảo ha. Ok thì vừa rồi Nú đã chia sẻ đến tất cả các bạn tất tần tật về 10 cách úp vàng cho anh em cày chay miễn phí không phải nạp tiền ha. Thì anh em có thể áp dụng và tham khảo thử 10 cái cách mà Nú vừa làm, ok nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Nú xin kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video lần sau. Bye bye. Ok, bây giờ là 17 giờ 15 phút ha. Nú sẽ tiến hành là kiểm tra xem là cái video ngày hôm qua Nú đăng lên anh em gửi tặng Nú được bao nhiêu like này. Thì ở cái video ngày hôm qua Nú làm một cái thử thách là một mình đi Ngọc Rồng Sao Đen với Xét Né. Thì anh em gửi tặng Nú được 73 like ha. Cái yêu cầu là video trên 88 like để nhận nick thì vẫn anh em vẫn chưa đạt được này. Bây giờ Nú sẽ tiến hành là tìm ra là bạn nào là bạn bình luận đầu tiên cho cái video này nhá. Ok, thì đây đã là cái bình luận cuối cùng rồi, vẫn tiếp tục là Tiến Nguyễn Hữu là người bình luận đầu tiên và sớm nhất trong cái video ngày hôm nay nha. Vậy thì Tiến Nguyễn Hữu sẽ nhận được 10 thỏi vàng này. Rồi, bây giờ Nú sẽ tiến hành là random để tìm ra 5 bạn còn lại, mỗi bạn nhận được 10 thỏi vàng ha.
Sao chép này, rồi qua đây, nhắn đường link vào này, continue này. Rồi bây giờ bạn đầu tiên nè, bạn đầu tiên là bạn Đồng Giải Pin này, chúc kênh anh phát triển này, ok cảm ơn em rất nhiều, bạn đầu tiên nha. Rồi bạn thứ hai này, bạn thứ hai là bạn Hoàng Trung này, hello anh chúc kênh phát triển, cảm ơn em rất nhiều nhá. Rồi bạn thứ ba là bạn Đờ Nguyên này, thầy cho em xin bản mod đập đồ với ạ. Ok bạn cần mod thì liên hệ qua Facebook nha, bạn nhắn tin qua Facebook đi rồi nú gửi cho bạn cái link mod ha. Rồi đây là bạn thứ ba. Rồi bạn thứ tư là bạn Boy FF này, chúc kênh phát triển, ok cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Rồi và bạn cuối cùng sẽ là bạn nào, bạn cuối cùng là bạn Bamboo On S10 nè, chúc anh thật nhiều sức khỏe và ra thêm nhiều clip. Rồi cảm ơn em rất nhiều, vừa rồi là năm bạn may mắn, mỗi bạn nhận được 10 thỏi vàng nhé.